khúc rất quen thuộc và rất là gần gũi với toàn thể quý vị bà con chúng ta. Các em mau lớn và khỏe mạnh bằng giải pháp công nghệ sinh học tiên tiến. Xin được gửi đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Quý vị biểu cùng quý bà con thân mến, và chắc chắn rằng trong mỗi chúng ta trong cuộc sống thì chúng ta sẽ luôn luôn băn khoăn, luôn luôn lo lắng cho công việc của mình. Và kính thưa quý vị, với nghề nuôi tôm thì chắc chắn quý bà con chúng ta lại càng lo lắng hơn nữa với những thuận lợi, và bên cạnh đó cũng không ít những khó khăn vất vả với nghề nuôi tôm của mình. Và để hiểu được điều đó thì ngày hôm nay, buổi họp mặt này, chúng tôi mong muốn đại lý số A cùng với công ty Tâm Việt sẽ mang đến cho quý bà con chúng ta nhiều giải pháp mới hơn nữa để giúp quý bà con sẽ yên tâm hơn trong nuôi tôm của mình. Và kính thưa toàn thể quý vị quan khách về thời gốc mặt của những vị khách vô cùng đặc biệt của chúng tôi, xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Công Tráng, giảng viên trường Đại học Tiền Giang. Về phía công ty Tâm Việt, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự diện của anh Nguyễn Văn Rí, giám đốc điều hành công ty Tâm Việt. Và đặc biệt ngày hôm nay còn có rất nhiều vị khách sáu sẽ đại diện cho đại lý sáu An tiến lên phía trên để cùng gặp gỡ với quý bà con. Xin được mời anh sáu. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn công ty Tâm Việt đã tạo mọi điều kiện để hỗ trợ cho đại lý tổ chức buổi hội thảo hôm nay. Cảm ơn thầy Tráng đến từ trường Đại học Tiền Giang cùng tất cả quý bà con đã sắp xếp thời gian đến tham dự đông đủ trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Cũng xuất phát từ tình hình thực tế là trong những vụ tôm vừa qua, bà con đã sử dụng các chất kháng sinh rất là nhiều, thì nó dẫn đến cái hệ lụy là kháng thuốc làm thuốc. Chính vì thế công ty Tâm Việt có học trợ có phối hợp với đại lý của chúng tôi tổ chức buổi học thảo ngày hôm nay để nhằm có những giải pháp quá giải cái tình hình kháng thuốc làm thuốc cho bà con, để cho bà con có những cái hướng để xử lý cho những chuyện này tiếp theo. Tôi mong rằng trong buổi hội thảo ngày hôm nay thì nó sẽ đem đến cho quý bà con được những kiến thức nhằm giúp cho bà con thành công trong những vụ một tiếp. Điện cho đại lý 6A. Kính thưa toàn thể quý vị bà con, và trước khi chúng ta cùng đến những chia sẻ vô cùng đặc biệt ngày hôm nay của các chuyên gia để cho quý bà con yên tâm hơn trong vụ mùa của mình, giờ đây như mình xin được trân trọng kính mời anh Lý Hùng Phong, trưởng vùng Bình Đại đại diện cho công ty. Lời đầu Phong xin kính chào giám đốc công ty, thầy Trái trường học Tiền Giang, quý đại lý và quý bà con. Thì hôm nay Phong cũng xin báo cáo dẫn vào có nghĩa là trong môi trường nuôi tôm của bà con thì gặp phải ba vấn đề. Thứ nhất, vấn đề khó khăn là về môi trường. Thứ hai là về con tôm. Và thứ ba là về thời tiết. Vậy thì về con tôm và về thời tiết thì bên công ty không can thiệp được. Nhưng riêng về môi trường thì bên công ty mới ra một quy trình, và là quy trình balancing nhằm mục đích để anh Nguyễn Văn Linh nuôi với 6 ao. Xin mời anh Linh với diện tích trung bình là một ao là 2.000 m², mật độ thả là trung bình là 120 con trên mét vuông, và size tôm đạt trung bình là 30 con trên ký, với sản lượng trung bình đạt trên ao là 6 tấn 6, với tổng sản lượng của năm 2017 là anh 50 năm, và đạt được hiệu quả như vậy thì cũng có một số khách hàng là cũng theo quy trình balance nhưng không đạt được như mong muốn, là do là cái điều kiện cái mùa dịch thì bà con cũng không được đạt tới như mong muốn. Thì cũng có nêu lên một số khách là những khách hàng mà thất bại như là anh Lê Văn Mộc, chị Võ Thị Hiền, chị Lê Thị Loan, chú Lê Song Hiệp và chú Huỳnh Văn Chiêm. Thì những khách hàng mà đạt được balance hiệu quả thì công ty cũng có những cái báo công để chúc mừng khách hàng và có một phần quà gửi tới khách hàng. Bên cạnh đó thì
một số khách hàng thất bại thì bên công ty cũng có một kể từ ngày Tâm Diệp bắt đầu phát triển cái giải pháp sinh học và một số thẩm dược thay thế, và cho tới ngày hôm nay thì anh Linh đạt được năng suất, hồi nãy là năng suất 6.6 là năng suất trung bình, nhưng mà có một số ao là 0.6, 0.8 là năng suất của anh Linh đạt là khoảng chừng 7 tấn rưỡi, có những ao là được 8 tấn 9 tấn, nhưng mà cái đó là những ao mà nó cá biệt thôi, còn đa phần đó là được là trên 6 tấn một ao. Hy vọng rằng là trong năm 2018 này thì đa số khách hàng sẽ áp dụng theo quy trình Balenci Tâm Việt và sẽ nuôi thành công để có được nhiều phần quà từ công ty Tâm Việt. Và thay mặt ban giám đốc công ty Tâm Việt xin cảm ơn sự hợp tác đóng góp của quý vị khách hàng để cho cái quy trình ngày càng thành công. Và nếu như chú Sáu nuôi tôm trong vụ tới nữa, chúng ta Sáu cứ tiếp tục theo nè. Để. Dạ, chào bạn giám đốc công ty Tâm Việt, mấy cô chú anh chị. Thì năm rồi khoảng tháng 7 thì tôi nuôi đợt 2. Đợt đầu thì cũng dùng thuốc của công ty Tâm Việt, nhưng mà mình vẫn mình chưa tới nằm trong cái chương trình Balenci. Thật ra mình đánh thì nó cũng nhiều dạng thuốc mà nó không có đồng bộ. Thì qua cái đợt cái giai đoạn 2 của vụ 2 thì khi mà công ty Tân Việt có ra cái chương trình Balenci thì tôi đã dụng ngay. Thì cái Balenci thì nó tính ra đó nó vẫn rẻ hơn là mình đánh luôn công. Tại trước đây thì tôi đánh cũng nhiều lần và cái môi trường nó không có đạt, lúc mình nó lên tạo lam, lúc nó lên tạo đỏ. Mà khi qua chương trình Balenci á thì trong vòng 5 ngày thì ta liên tục đánh theo cái quy trình của Balenci, thì tính ra nó cũng rẻ, lúc đó khoảng chừng 1.000.000 trở lại thôi, nhưng mà nó giữ được cái môi trường xuất thuốc trong 3 tháng nuôi. Thì đợt đó thì tôi thả 100.000 thì tôi đạt được 3.8 con, cái chi phí là đúng 3 tháng là đạt được 39 con, thì đó là 100.000 con bò. Thứ sáu có xài theo quy trình luôn chứ? Thì hiện nay thì khi mà hôm 19 thả lên rồi á, hôm 19 rồi thì trước 3 ngày thì tôi vẫn đánh Balenci theo đúng cái quy trình mà của cái đợt 2 của năm 2017. Thì vẫn hiện nay là đã 2 lần Balenci rồi, thì chuẩn bị là qua lần thứ 3. Cảm ơn chú Sáu. Nhưng mà vừa rồi thì mình nuôi vụ 2, lần thứ 2 thì nó cũng chết, không sợ hả? Ở năm cái vụ 2 á, nó chết là do cái vấn đề nó nhiễm rất nhiều hơn. Nhưng mà cái ao nuôi giữ được là 40 ngày, chứ nó vòng vòng hơn hết, coi là người cuối cùng. Anh đã không chống không nổi. Tuy về cái quản lý về teo quen, có phương ruột hay không trắng á, thì quy trình Balenci có thể là đảm bảo các được. Nhưng mà riêng lớn trắng thì cào rua, đó là chịu. Nhưng mà có một cái khi mà quý vị theo cái quy trình Balenci á, là được cái là quản lý đơn giản, dễ đi nhậu, dễ đi bọn, dễ đi chơi, đi dùng chồng được. Chứ một điều đó là được một cái là cái sang bơm về có ưu sản lượng nó tăng lên, những thứ đó nó làm nên cái lợi nhuận của mình. Lý thích và rất thích một câu nói của anh Linh đó là nuôi tôm mà về 40 con mới đi nửa đường thôi. Thì cho đại lý sẽ được quay. Vậy thì anh Lý sẽ đại diện công ty Tâm Việt cho những đó hoa thể hiện tấm lòng của mình của công ty dành cho Lê Văn Mộng, khách hàng Võ Thị Hiền, khách hàng Lê Thị Loan, khách hàng Lê Song Hiệp và khách hàng Huỳnh Văn Chim. Và xin được mời những khách hàng vừa nêu cùng tiến lên phía trên ạ. Xin được nhắc lại khách hàng Lê Văn Mộng, khách hàng Võ Thị Hiền, khách hàng Lê Thị Loan, khách hàng Lê Song Hiệp và khách hàng Huỳnh Văn Chim. Và xin được mời những vị khách hàng sẽ tiến lên phía trên để nhận phần quà cái mua hàng của chúng tôi. Kính thưa quý vị, thì Tâm Việt là một trong những công ty luôn luôn đồng hành với bà con nuôi tôm, thì luôn luôn mong muốn rằng là khách hàng của mình ai luôn được có thành công. Cho nên là trong năm qua thì những khách hàng này thất bại, nhưng mà Tâm Việt cũng là hướng tới bà con, cho nên quý ban giám đốc công ty Tâm Việt quyết định là hỗ trợ cho mỗi khách hàng là một phiếu mua hàng trị giá 2.000.000 để về tiếp tục đầu tư vụ mới. Ta được thành công, người ta cũng được phỏng vấn mà mình
đâu gì đâu. Có phải là do quy trình balance chưa được hay trong mắt của chúng tôi hay không? Và trong vụ tới thì tâm việc cần cải thiện những điều gì nữa để mà mình tin tưởng và áp dụng nhiều hơn. Còn về phần mình, ví dụ như bất lợi trọng thế nào thì mình cũng đưa ra để cho quý vị bà con mình rút điểm kinh nghiệm để mình thành công hơn. Cảm ơn chúng tôi. Nói chứ, thành công dễ đó mà các bạn đó. Trước khi tôi nói vấn đề này, cho tôi chào bà con của chúng tôi chút đi. Rồi sau nữa mới chào mấy vị quan khách của đại lý Sáng Lan. Hôm nay nếu mà tôi nói thì tôi nói tới 11 giờ tôi mới nói, chứ còn nói rất là tôi nói. Chứ lúc đó thì cái một mình thì không có làm gì được cả. Nhưng quá trình mình nuôi thì thấp là do mình, chứ không phải là do cái chương trình của Balenci mà thấp. Mà ao mình đã nhiều năm quá rồi, nó cũ rồi, nó hư rồi. Theo tôi đó là với lại chương trình Balenci của mình làm á, là bản thân tôi làm chưa có tới. Có nghĩa là mình chỉ làm có một phần à. Mà một phần quan trọng nữa là cái vấn đề mà ráp để mà rút bỏ cái mình mở hữu cơ trong quá trình nuôi mình không có. Mà mình cứ đem ba cái dinh dưỡng rồi mình bồi đắp hoài, mình tạo điều kiện cho khủng nó phát triển, rồi mình cảm thấy mình thua rồi, là không tới. Đúng ra bản thân mình phải chê trách bản thân mình, chứ còn những bạn bè Balenci nó hay rồi. Thì đó là thôi tôi chia sẻ nhiều đó, chứ tôi nói là nó nhiều lắm. Thôi chào bà con, chào bà con. Nghe mấy bà con dưới nói rằng thất bại là mẹ thành công, phải không ạ? Dạ, và mong rằng ngày những vụ mùa sắp tới thì chúng tôi, không riêng chúng tôi mà tất cả quý bà con chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn nữa trong cái buổi chuyên đề ngày hôm nay, để mình có thêm những vụ mùa bội thu mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc vì gia đình của mình. Và đó cũng chính là niềm hạnh phúc mà công ty Tâm Việt trong quá trình cũng gặp được thành công, nhưng có những người khách cũng đã gặp thất bại. Và giờ đây để chúng ta thành công thì chúng ta phải làm như thế nào? Và trong buổi chuyên đề ngày hôm nay thì tiếp theo chương trình, anh Nguyễn Văn Rí, giám đốc điều hành của công ty Tâm Việt sẽ tiếp tục gửi đến những giải pháp dành cho quý bà con để chúng ta mong muốn có được những vụ mùa bội thu trong... Chào quý bà con nuôi tôm trong vụ mùa 2018. Lời đầu tiên thì cho Rí xin kính chúc quý bà con có một cái vụ mùa năm 2018 là một năm, năm 2017 là một năm nuôi tôm thành công của con tôm thẻ. Một lý do là hồi năm 2017 là điều kiện môi trường thuận lợi, dịch bệnh ít. Thứ hai nữa là năm rồi là cái kháng sinh mà mình xài là cái thuốc tây là cái cefutaxin á còn hiệu quả. Nhưng mà bắt đầu cuối năm 2017 là có dấu hiệu là lờn. Cho nên là cái trắc trở của năm 2018 là đối với nuôi con tôm thẻ nó sẽ quay trở lại. Và theo như mà dự báo không lầm của các chuyên gia Tâm Việt thì trong năm 2018 này sẽ là gặp rất nhiều khó khăn về khuẩn. Và đặc biệt năm nay là thời tiết á, là không dự đoán được, không biết mưa nhiều hay là nắng nhiều. Như đơn cử là trong tháng vừa rồi thì có ba cái cơn mưa đầu mùa, nhưng mà ở vùng Bình Đại Bến Tre mình thì chỉ lác đác thôi, nhưng mà những cái vùng mà lân cận thành phố Bến Tre thì mưa rất là lớn. Cho nên là hiện giờ là các chuyên gia về thời tiết là những cái rủi ro nuôi tôm, và mình cùng nhau mình đưa ra những cái giải pháp để khắc phục, tức là mình làm sao mình thắng được, thắng thiên, thắng thời tiết. Thì theo như kinh nghiệm của Tâm Việt thì trong nuôi tôm có ba cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Ba yếu tố cực kỳ quan trọng dẫn đến thành công hay rủi ro trong cái quá trình nuôi tôm. Thứ nhất là vấn đề liên quan đến nuôi tôm, đó là thức ăn, chọn thức ăn cho đúng. Thứ hai là con giống. Thứ ba là quản lý. Riêng cái phần thức ăn và con giống á, thì ở chỗ đại lý Sáu An là đáp ứng rất là tốt cho bà con, đó là công ty Biển Bàng. Nhưng mà cái phần quản lý là cái phần cực kỳ quan trọng, cho ăn như thế nào, chọn thuốc như thế nào, nó rất rất nhiều cái vấn đề trong đó, nó ảnh hưởng tới cái chi phí nuôi của mình rất rất là nhiều. Và một số khách hàng mà theo cái tư vấn của Tâm Việt hiện giờ người ta nuôi, người ta giảm chi phí rất là cao.
Còn trong khi đó hiện giờ là mình cứ đánh, sáng đánh, trưa đánh, chiều đánh, tối đánh, cái gì cũng đánh. Thì khi mà mình tìm hiểu về sản phẩm thì mình nên cái gì nên đánh và cái gì không nên đánh. Cái đó mình gọi là thuộc về cái phạm trù quản lý. Rồi cho ăn trộn thuốc như thế nào cái hiệu quả. Có những cái sai lầm mà bà con nuôi tôm á mắc phải. Thí dụ như sợ nuôi tôm bị phân trắng, không cho dám ăn vitamin C. Mà không cho ăn vitamin C ngay từ đầu thì nguy cơ về sau tôm dễ bị đốm đen rất là cao. Nhưng mà mình cứ là thấy C trang không dám, sợ C không chất lượng rồi cái không dám trang. Cái thứ hai nữa là cái dầu áo, cái bổ sung cái phosphor lipid cho con tôm mình không dám bổ sung. Bổ sung vô là sợ con tôm nó đi phân trắng. Có một cái bệnh phân trắng thôi mình gánh nặng 2-3 rủi ro kể cả năng suất luôn. Cho nên là nuôi tôm mà bị phân trắng là bị, đừng sợ. Nhưng mà quan trọng mình nuôi tôm vì kinh tế chứ không phải nuôi tôm để làm thạc sĩ. Liên quan đến vấn đề quản lý thì Tâm Việt đã đưa ra được cái phương pháp quản lý môi trường theo cái hướng balance. Và hiện giờ là cái năng suất và cái sản lượng đạt theo rất là nhiều. Và hôm nay thì Lý cũng sẽ quay lại giới thiệu cái phần balance đó. Nhưng mà có một phần rất là quan trọng trong cuộc hội thảo hôm nay, đó là cái sự phát triển của dòng vi khuẩn mà mình đang sử dụng, đang tồn tại trong ao tôm mình. Nó đang phát triển ở dòng là kháng sinh rất là khủng khiếp. Hiện giờ những cái kháng sinh mà cao nhất, ví dụ như cefotaxin, doxycycline, những kháng sinh cao nhất hiện giờ không sử dụng, không còn hiệu quả nữa. Mà tác hại của những cái dòng vi khuẩn lờn á, không những làm chết con tôm mình mà nó còn gây hại tới sức khỏe của mình. Và có một điều là bà con cũng thấy rõ ràng là khi mà cái con người mình mà bị nhiễm kháng sinh ao tôm, nhiễm cái vi khuẩn ao tôm mà bị lờn, thấy là tác hại khủng khiếp, tác hại không lường, chi phí điều trị rất là cao. Mà nếu mình không khéo có thể mình phải cắt chi bỏ rất nhiều. Mà cái này Lý đã cảnh báo cho quý vị là những cái hội thảo những năm trước rất nhiều, nhưng mà bây giờ mới nhìn thấy. Cho nên là Tâm Việt đã nhìn thấy được nhiều vấn đề, đã đưa ra cái dự báo. Cho nên là từ đây về sau mà những cái gì mà Tâm Việt dự báo thì bà con để ý tí xíu. Và một điều mừng đó là trong thời gian mà Tâm Việt làm diễn tập lọc Kenmin, đúng là hôm nay là có thành tựu của Kenmin, nhưng mà anh Phong là giám đốc khu vực Đông Nam Á, ảnh bị sự cố cho nên ảnh không xuống. Thì cùng với tập đoàn Kenmin đã tìm ra được một cái giải pháp axit hữu cơ. Mà axit hữu cơ thì thị trường hiện giờ bà con biết rất nhiều, nhưng mà cái dòng của Kenmin thiết kế cho thủy sản là con tôm ăn bất kỳ liều nào nó cũng không ảnh hưởng tới cái đường ruột. Cho nên là dòng con dê mà không chế phẩm thì rất là hiệu quả, rất là đặc hiệu trong cái trong cái ao tôm là tiêu diệt cái vi khuẩn. Và trong cái những cái nghiên cứu và những cái áp dụng vừa rồi luôn, là sau khi mà Tâm Việt áp dụng cái K2 axit tắc K2 và cái tẩy ký sinh trùng trong ao tôm thì thấy rằng là điều trị phân trắng và hỗ trợ đường ruột rất là tốt luôn. Và hiện giờ là một số khách hàng mà thân quen với Tâm Việt á, Tâm Việt dám đảm bảo là nếu như quý khách mà nuôi tôm theo quy trình mà balance, cái cách mình làm cho nó ổn rồi. Và bây giờ Rick sẽ mổ xẻ cho bà con về cái vì sao mà cái tôm mình nuôi, ao tôm mình nuôi càng ngày càng đi xuống cấp. Và hiện giờ như thân như Rick biết á, là mô hình nuôi tôm á, là có rất là nhiều mô hình, trên dưới là 10 cái mô hình. Mô hình nuôi tôm công nghệ cao, mô hình nuôi tôm biolock, và Tâm Việt thì có mô hình balance. Nhưng mà bây giờ nói về mô hình mà nuôi tôm công nghệ cao mà lót bạc á, cái đó là chỉ dành cho những người ta có đủ điều kiện. Còn mình làm bình dân học vụ, làm dễ, làm kinh tế gia đình thì mình theo đó không nổi. Ngay cả như anh Linh mà đạt năng suất là 80 tấn một năm, đủ sức làm mô hình lót bạc. Nhưng mà khi anh Linh làm theo cái quy trình balance giờ không làm hết. Thì có 3 khâu là chọn giống, thức ăn và quản lý. Thì cái khâu quản lý của mình á, mình đã sai lầm rất là nhiều trong cái khâu quản lý. Mà sai lầm lớn nhất của mình là mình nhìn nhận cái khâu cải tạo ao là cái khâu mình cho rằng cái khâu đơn giản nhất, mình thường bỏ qua, mình thường sơ sài. Nhưng mà xin thưa với quý vị vậy rằng cái khâu cải tạo ao ban đầu là cái khâu cực kỳ quan trọng trong tất cả các khâu nuôi tôm. Nó liên quan rất là nhiều. Nếu mình
cải tạo ao sơ sài không giải độc kỹ, thì khi mà mình thả tôm, mình nuôi tôm, nó dập thì môi trường, cái chi phí của mình tốn kém rất là nhiều. Cho nên là thường là khi mà đi hội thảo á, là bà con thích nghe nói chuyện về bệnh tôm, thích nghe nói chuyện về sản lượng, nhưng mà nói kêu cải tạo ao bước 1, bước 2 làm gì thì bà con thường bỏ qua, không thích. Thì mình biết á, là mình nuôi con tôm á, hiện giờ mình đang nuôi con tôm thẻ, thì mình đi miễn bàn qua cái mô hình nuôi con tôm sú. Thì con tôm thẻ là cái gì? Đặc điểm sinh học của nó là sống 3 tầng nước, tầng mặt, tầng giữa, tầng đáy, nó sống được 3 tầng nước luôn. Cho nên mình có thể mình nuôi ở sản lượng ở mật độ là 50 con, 70 con, 100, 150 con mét vuông vẫn vô tư, miễn sao mình đáp ứng đủ cái cơ sở hạ tầng cho nó là nuôi tốt. Như vậy thì cái mà khuyết điểm của con tôm khi nó sống 3 tầng nước là cái gì? Khi con tôm nó sống 3 tầng nước đó, đặc điểm sinh học của tôm sú là khi ảnh sung lên á, ảnh đang mạnh lên ảnh bơi đáy, ảnh cứ bơi. Như vậy thì khi mà tôm 20 ngày tuổi là bắt đầu tôm ăn mạnh lên, bắt đầu ảnh làm gì? Ảnh bơi. Đùng một lúc hàng trăm ngàn công nhân bơi xuống cái đáy ao mình này. Cho nên trong cái khâu mà cải tạo ao mình làm phơi đáy ao, tẩy độc đáy ao không kỹ, thì lúc này cơ hội những độc tố nó bật lên. Thì lúc đó tại sao mình giải thích tại sao là tôm 20 ngày tuổi thấy tôm đẹp, gan đẹp, sáng cho ăn là thấy ngon rồi, về ngồi nhịp giò nói chuyện bà xã, tôm mình kỳ này ngon, mới 20 mấy ngàn là thấy sung. Thì trưa chiều ra thăm chó là bắt đầu lặng lính đó, chú ơi tôm mình teo gan tấm ruột ruột hết 70% rồi, là do cái hiện tượng này bươi nó xuất hiện. Thế nên điều gì mà con tôm nó bươi nó bị sự cố như vậy? Nếu như cái đá ao bình thường mà tôm này bươi nó chỉ lên phèn thôi. Cho nên là tôm mà nuôi 2 tháng mà không lên phèn, đo mà phèn không có là ao không có tôm. 2 tháng mà nước không đục ao không có tôm. Thành ra ao 2 tháng mà lên phèn là mừng. Kệ mẹ nó, mình chịu khó mua nanomin mình đánh cái chuyện nào nó hết thì thôi. Nhưng mà nếu mà cái ao mà 2 tháng mà không có lên phèn là không có tôm đâu. Còn thứ hai, ao nuôi tôm mình nuôi rất là nhiều vụ, mình xài rất là nhiều loại hóa chất, ví dụ clorin, là thuốc diệt tảo, thuốc diệt chất xác, đủ thứ đó. Khi mình đánh xuống nó đi đâu? Một phần thì nó tự giải, một phần nó nằm toàn lưu dưới đáy ao. Nó nằm năm này qua năm kia, nó tạo thành một cái phức, nó kết hợp chất hữu cơ, nó nằm đó. Thì khi mình lấy nước vô mình xử lý thì nó nằm ém đó, nó không làm gì hết. Nhưng mà khi mà con tôm nó bơi, con tôm nó bơi lên thì cái vấn đề xảy ra là những cái độc tố đó có cơ hội nó quay trở lại. Nếu ở cái hàm lượng thấp đó, thì nó xâm nhập, nó gây stress con tôm, làm cho con tôm nó bị bệnh từ từ. Còn nếu như mà ở hàm lượng cao đủ gây độc thì nó sẽ làm cho con tôm nó bị teo gan trống ruột tức khắc luôn. Ở hàm lượng độc cao nữa, điều gì xảy ra? Bung rớt. Thì mình thấy là tôm hiện tượng bung rớt là gì? Là khi mà cái ao tôm mình ăn mạnh, sáng đi thăm gió ăn mạnh là chiều lính nó báo cáo với chú ơi tôm bung rớt rồi. Đa phần như vậy không đúng không? Kỳ cho ta, ăn quýnh thuốc ao mình đó. Nhưng mà đó là bung rớt. Cho nên tôm bắt đầu có những cái triệu chứng dấu hiệu về teo gan trống ruột ruột đó. Trí bỏ qua cái bệnh là do cái con vi khuẩn. Cái này á, nếu mà con cải thiện môi trường, mình làm tốt ở khâu cải tạo ao thì mình giảm từ 20-30% cái rủi ro, mình loại bỏ cái yếu tố hiện tượng tôm bươi dẫn đến rủi ro. Và thí dụ như mình không giải độc tốt thì ở giai đoạn tôm 60 ngày 70 ngày lọc dính vỏ luôn, cũng do cái vấn đề này gây ra, thiếu oxy tầng đáy ao không được khoáng quá, vân vân. Thì khi mình làm điều đó, cho nên là cái khâu cải tạo ao là một khâu mình hỗ trợ điều trị bệnh rất nhiều. Và một cái liều thuốc mà mình đánh lúc cải tạo ao á, mà ta bài mét hết đó đến tới gì? Doxy. Rồi tới gần đây là cefotaxin. Rồi mốt không biết còn cái gì nữa. Có nghĩa là mình cứ đi tới. Và cái khuẩn bắt đầu nó lờ. Nó lờ rất nhiều. Như vậy thì khi mà cái ao tôm mà mình sử dụng kháng sinh á, thì có ba cái yếu tố xảy ra. Có một yếu tố là có lợi là giúp con tôm, nếu mà kháng sinh nó còn hiệu quả thì nó tiêu diệt được con vi khuẩn, mình sống sót đàn tôm mình nuôi về tới đất. Nhưng mà cái hậu quả số 2, số 3 là một cái hậu quả là lờn thuốc và tồn lưu. Thì nếu trong ao của tôm á, mà nó tồn lưu kháng sinh á, thì có một điều vui vậy nè, là tất cả các loại vi sinh ở đại lý Sáu An đều giảm hết. Đánh xuống là không có ra đám ôn gì, đừng đánh xuống màu nước lên tùm bậy tùm bạ hết.
là tất cả các loại vi sinh ở đây đều giảm hết, đánh không có được. Cho nên khi mà cái môi trường mình tàu lưu kháng sinh là một điều khủng khiếp, khủng khiếp, lên tạo mắt, tạo độc, đủ thứ hết luôn. Thứ hai nữa, nó không tàu lưu nhưng nó tạo ra cái dòng khuẩn lờn. Tạo dòng khuẩn lờn thì cái ao này mặc định là mình, thí dụ như mình đã giải độc hết được cái kháng sinh. Như vậy thì kháng sinh đã hết tàu lưu, thì cái dòng khuẩn lờn nó tồn tại. Cái thuốc diệt khuẩn thông thường thì không đủ khả năng chiến đấu với nó. Cái kháng sinh thông thường không đủ khả năng chiến đấu, cái vi sinh xuống dẫn phê bình thường. Thế là chúng ta nuôi tôm một tháng, hai tháng màu nước đẹp như mơ, không có khí độc. Nhưng mà đùng một cái là tôm bắt đầu là đang ăn mạnh gì đó, bắt đầu nó bực lên cái tai quen trống ruột ruột. Tai quen trống ruột ruột liền. Thì khi làm kháng sinh đồn là cái ao này làm hết tất cả các loại kháng sinh luôn. Cho nên vừa rồi công ty Tâm Việt bỏ ra một khoản chi phí rất là lớn để làm kháng sinh đồ, và thấy ra khảo sát bên đây nè, anh cũng xài theo cái quy trình Balancy là được tôm được khoảng chừng gần 2 tháng, 50 mấy ngày đó là tôm cũng đang ngon lành. Cái nó bụm, cái nó teo gan trống ruột ruột. Thì xách con tôm và nước đem về là kiểm tra làm hết. Thì lúc đó là hên là công ty đem cái K2 về thí nghiệm, thì vừa cho đánh vừa cho ăn. Thì bắt đầu là ổn lại và nuôi được về tới 3 tháng mà chưa có nghe Phong báo cáo là cái sản lượng ao nó như thế nào. Nhưng mà bắt đầu hơi thắc mắc là ao anh Tứng, ảnh hồi đó giờ ảnh theo quy trình Tâm Việt, ảnh không có xài kháng sinh, mà tại sao lại ao anh bị lờn? Thì cái chuyện mà tôm giống nó xài kháng sinh nó bị lờn nó mình không nói đi, nhưng mà môi trường nước kìa. Thì bắt đầu đi tìm hiểu những ao gần đó là xài kháng sinh vừa đánh vừa tràn lúc tay luôn. Thì cái nước đó ảnh làm, cái ao ảnh là nằm trong cùng, lấy nước nó vô thì xử lý đẹp, nhưng mà cái khuẩn lờn nó phát triển lên. Cho nên là tác hại của khuẩn lờn rất là lớn. Về mặt chăn nuôi á, thì nó sẽ làm giảm năng suất nuôi, gây rủi ro rất là cao, tổn hại kinh tế. Về mặt con người á, là làm tổn hại sức khỏe. Mà ở đây bà con ai cũng chứng kiến rồi, chứ không nhắc lại, ai cũng chứng kiến rồi. Và để cho bà con thấy là đây là cái hình ảnh mà cái con vi khuẩn này là ở đây có người từng bị Vriovuni Fiticus, gọi là cái hội chứng là bỏng ngoài da đó, là ở con đó là gây ra. Con vi khuẩn này là con vi khuẩn màu xanh nè, đốm xanh này nè, nó nó xâm nhập vô người, nó gây ra hiện tượng này nè. Không biết có ai bị cái đó chưa. Còn cái con màu tím với hoa cà đó là con Virobara. Cái con đó là gây cái bệnh là teo gan trống ruột ruột phân trắng. Thì hiện giờ cái K2 tiêu diệt rất là tốt cái con đó ở liều trang và liều đánh. Thì một tí xíu nữa là thầy Tán sẽ nói về cái bệnh ơmết sớm, là cho cái nguyên nhân là do cái con Virobara đó gây ra, thì bà con sẽ hiểu thêm nhiều hơn. Thì bà con biết là cái kháng sinh là có con dao hai lưỡi. Nuôi tôm không có kháng sinh, không xài là không nuôi được. Nhưng mà có kháng sinh là nuôi được không? Không được luôn. Cho nên mình cần có phải giải pháp đan xen. Mình phòng bằng các công nghệ sinh học, mình áp dụng những phương pháp sinh học vô mình trong quá trình nuôi, mình phòng, mình để kháng sinh đó một cửa để cơ hội mình điều trị. Chứ bây giờ mình phòng bằng kháng sinh rồi tới chừng trị lấy cái gì trị? Thí dụ như bà con ở nhà, thằng con ở nhà nó lì, hở là lấy roi quất dốc, hở là roi dốc nó. Tới chừng mà nó lì, bình thường lấy roi dốc nó, tới chừng nó lì, nó không ngoan thì lấy cái gì quýnh đó. Làm roi thì cùng nó bấm bả quýnh vài cây thì thôi, chứ chơi game suốt. Cho nên mình phải dùng cách mình nói cho nó hiểu này kia kia nọ, cho nó phân tích cho nó hiểu. Thì cái cách mình làm là như vậy. Chứ bây giờ là nó sẵn sàng thôi, bây giờ cùng lắm ông bả quýnh cái thôi, có gì đâu, đau một xíu thôi. Thì những cái vấn đề mà liên quan tới cái bệnh mà liên quan tới bệnh teo gan trống ruột ruột mà Di Lý nói ở cái giai đoạn mà tôm nó bị 20 ngày hoặc 60 ngày. Mời thầy Nguyễn Công Tráng, thạc sĩ Nguyễn Công Tráng là giảng viên trường đại học Tiền Giang, giới thiệu bà con về cái bệnh ôm ớt chết sớm. Thì khi mình hiểu tí xíu về cái đó rồi, mình cũng quay trở lại mình chiên con đó như thế nào. Tôm thì tôi dạy ở một môn trồng thủy sản, khoa nông nghiệp trồng Tiền Giang, chuyên ngành thì bệnh học thủy sản.
Thì hôm nay rất là vui khi Tông Việt với đại lý Sáu An cho tôi trình bày tóm tắt cái hội chứng em ở trên tôm. Thì cái hội chứng này thực ra nó xảy ra cũng vài tháng năm rồi, có rất là nhiều thông tin liên quan tới nó, rồi thậm chí bà con ở đây cũng có người là cũng xù đầu về nó rồi. Nhưng mà ở đây thì cháu muốn tổng kết lại một có cái tính hệ thống hơn, chúng ta hiểu về cái hội chứng này thì có những cái giải pháp kết hợp pháp chẩn đoán cũng như một cái cách mà quản lý và những cái định hướng nghiên cứu mới hiện nay phòng trị cái bệnh này. Thì cái MS là xuất phát từ cái chữ gọi là polymotilitidio tích hợp này, nó colony ở đây là nó cũng làm nó nhân lên rất là nhiều, nó nhân lên nhiều lần. Và khi mà con thay này nó kết hợp với con Pidiobara hemolyticus đó thì nó sẽ tạo một độc lực rất là lớn. Con xin là chất độc của con thì chất độc sẽ tác động vào cái. Còn đây là cái dạ dày thì những cái đặc điểm ở cái lông này sẽ nhận dạng con bị em hết. Đây một số cái hình, cái này hơi mờ nè. Đây là tôm nó không có đường ruột, có nghĩa là không phải đường ruột đâu mà nó không có thức ăn á, chúng ta không thấy được cái đường ruột của nó chứ không phải đi đâu mất. Đây là đường ruột nó không có liền, hình này nó mới chiếu này mà đây là đường ruột nó thức ăn nó không liền mà không. Đang có thể là thay thế kháng sinh quản lý tốt cái em mất hiện nay trên con nuôi, giới thiệu bà con. Cảm ơn bà con đã lắng nghe cái bài nói chuyện của tôi, chúc bà con năm nay nuôi tôm mà trúng mùa bán được giá cao, trúng mùa bán được giá. Quý bà con có câu hỏi gì thì trên bàn có câu hỏi mình sẽ đặt câu hỏi cho thầy Tráng nha, một hồi nữa mình sẽ trao đổi giao lưu chung luôn. Thì bà con biết hồi nãy còn nói chuyện tọa đàm riêng với một số anh em bên ngoài, thì hiện giờ có một số vấn nạn như thế này là hiện giờ nuôi tôm khó mà giá là rẻ, cho nên là bao nhiêu hừng hực khí thế sáng giờ mà mình nghe nói tôm nuôi giá rẻ lại thêm nữa mình khổ nữa. Có nghĩa là cái thị trường nó như thế này, nếu như mình làm được cái con tôm mà ở cái chất lượng cao, tôm sạch không kháng sinh không quá chất mà làm được thương hiệu tôm chất lượng cao thì mình bán được cái giá cho thị trường châu Âu nó ổn định, rẻ, nó ổn định. Còn hiện giờ đa phần con tôm mình đang lệ thuộc thị trường Trung Quốc, là khi mà cái nhu cầu thị trường nó tăng lên thì nào ạ cũng mua bất cứ giá nào, tôm kháng sinh không kháng sinh xài hết. Cho nên đẩy cái tâm lý người nuôi bây giờ, ông kia nuôi kháng sinh thành công cũng bán cái giá đó, tao không nuôi không xài kháng sinh chi phí cao cũng bán cái đó thôi, giờ tao nuôi kháng sinh. Cho nên đẩy một cái tâm lý là hiện giờ là thị trường châu Âu đang chê con tôm Việt Nam. Như vậy thì nếu như mà có một cách nào đó mà thay thế được kháng sinh nó hiệu quả hơn, nó kinh tế hơn thì bà con nên tìm hiểu và áp dụng theo. Biết đâu một ngày nào đó cái Việt Nam của mình sẽ tạo ra được cái thương hiệu là con tôm sạch bệnh. Mà bà con biết một điều như thế này, mình rất vinh dự, tự hào mình là người Việt Nam. Mình đừng có mơ đi đâu xa nuôi tôm Ấn Độ hoặc là Thái Lan, Malaysia. Theo đánh giá nào là Việt Nam là nên tiếp cận cái quy trình nuôi tôm là nhanh nhất, cập nhật cái sản phẩm là nhanh nhất thế giới hiện giờ. Người Việt Nam mình rất là thông minh. Xin bà con một tràng pháo tay người Việt Nam. Một điều tin mừng nữa, trước giờ đó, mình sợ trong cái thức ăn đó, người ta sử dụng cái kháng sinh để người ta khống chế con vi trùng có hại. Cho nên là hiện giờ là hầu như tất cả các nhà máy ở Việt Nam hiện giờ không còn sử dụng kháng sinh, giờ chỉ sử dụng trong chăn nuôi và trong con thực phẩm thôi. Cho nên vì lý do đó đó là cái kháng sinh ngày càng lời mà bệnh phân trắng theo gan trống ruột ruột xảy ra rất nhiều. Mà sáng giờ Rí và thầy Tráng cũng tọa đàm rất là nhiều về cái con vi khuẩn Pidiobara làm cách nào để thay thế kháng sinh. Thì ở đây trên tay Tâm Việt là có chai xích lắc mà đấy dễ tên đọc á, Tâm Việt để thêm cái mã số là K2. Nhiều khi mình nông dân mình đọc acid không biết gì, nó mẹ tên K2 cái là đại lý biết đương. Nhưng mà muốn tiêu diệt con vi khuẩn đó người ta phải dùng tới một cơ chế sinh học, đó là acid. Thì acid hữu cơ trên thị trường hiện giờ rất là đa dạng, nhưng mình thấy là những cái thất bại trước đây mình sử dụng acid hữu cơ là cái gì, trang liều thấp á thì không đủ khả năng diệt khuẩn.
ăn liều cao á thì nó ảnh hưởng tới cái đường ruột, tôm nó bỏ ăn nó bứt đường ruột luôn. Thì Tâm Việt mày mò nghiên cứu với Kemin là những cái khuyết điểm đó, thì cuối cùng Kemin đưa ra một cái giải pháp là trên cái axit lắc này người ta tích hợp với tổng một cái buffer gọi là cái điểm á, để khống chế cái tính axit. Cho nên cái axit lắc hữu cơ mà K2 Tâm Việt đang phân phối tại Việt Nam là mình cho ăn bất cứ liều nào không ảnh hưởng tới cái sức ăn tôm. Anh ăn liều 5, liều 7 là tôm vẫn ăn bình thường, nhưng mà được cái mình ăn khoảng chừng 2-3 ngày á, phân dài đẹp. Cái thứ hai nữa là cái tính sát khuẩn rất là tốt, là nó diệt khuẩn nhưng mà nó không diệt cái vi sinh có lợi. Cho nên mình sử dụng trong hai điều kiện. Trong điều kiện mà cái ao tôm mà bị lòn khuẩn á, mình lấy cái này mình đánh tạt xuống luôn, tạt đường luôn. Thì như thầy Tráng hồi nãy chỉ là khi mà cái gan tôm thì nhiễm khuẩn á, mà teo gan trống ruột ruột bỏ ăn luôn, mình không đánh được, mình không trang được, thì dùng cái này mình tạt xuống. Mình tạt, ví dụ mình tạt định kỳ, thay thế gan tạt á, là một chai này cho 1.500 khối. Nhưng mà khi mà tôm teo gan trống ruột ruột thì mình tạt hai chai này cho 1.000 khối. 5 giờ chiều tạt tạt, sáng ngày hôm sau dở gió lên là phải chừng 7-8% là gan ruột hồi lại. Hổng rồi không đi đánh cái này là đánh mà tạt teo gan trống ruột rất là tốt luôn. Thứ hai nữa, thường thường bà con nuôi tôm mà theo quy trình vi sinh á, tạt diệt khuẩn định kỳ. Khi mình tạt diệt khuẩn định kỳ thì mình diệt luôn cái con vi khuẩn có lợi, diệt luôn vi sinh. Bắt đầu mình phải cấy vi sinh lại làm lại từ đầu. Như vậy thì bà con có thể dùng cái này mình tạt diệt khuẩn định kỳ. Nhưng mà cái ưu điểm của nó chỉ diệt cái con vi khuẩn para có hại thôi, còn vi khuẩn có lợi nó giữ đó. Kết hợp với vi sinh mình cứ tiếp tục mình cấy cái mật độ vi sinh, quần thể vi sinh nó phát triển lên nhiều. Một số ao mà hàng đi ở vùng trên thì đánh cái chai này xuống thấy là nước nó sáng, nó bóng, thì những cái tác dụng phụ của nó là như vậy. Nhưng mà một điều hay là khi mà cái gan tôm mình kiểm tra nhiễm khuẩn VO para ở mật độ cao á, mình tạt xuống mình trị xong rồi qua ngày hôm sau xách cái gan nó đi kiểm khuẩn lại thì thấy nó giảm trong gan luôn, là thấy những cái tác dụng mà của axit lắc K2 làm được. Là hỗ trợ điều trị bệnh phân trắng thì cái thằng axit lắc K2 này cũng đang giải quyết hỗ trợ điều trị bệnh phân trắng rất nhiều. Thấy cái tỷ lệ mà điều trị phân trắng rất là cao luôn, là mình dùng cái axit lắc K2 này. Thì đó là những cái ứng dụng mà mình áp dụng vô để trong quy trình mình nuôi. Một cái nữa là Lý đang cho thử nghiệm là cái ao anh Sáu là cái khuẩn nó đang lòn trong ao tôm, thì Lý cho đánh thay thế thuốc diệt khuẩn luôn. Nhưng mà cái này thì đại lý làm nổi thôi, khuyến cáo bà con đừng về làm theo. Để mình làm mình đưa ra cái ví dụ, và sau này thí dụ như những ao mà khi làm kháng sinh đồ mà nó lòn á, thì mình biết cách mình khống chế thì điều dễ thôi. Thí dụ như cái một cái chân anh Sáu lúc trước mà nếu mà bình thường thì ra là tiệm thuốc tây nuôi chừng tao dài 10.000 20.000 thuốc uống hết rồi, nhưng mà khi nó lòn rồi là hậu quả kinh tế đó phải tốn mấy chục triệu, mất thời gian nữa, cho nên là cái hậu quả mà khuẩn lòn rất là cao. Còn trong cách chọn thức ăn á, thì đối với lại cái điều trị bệnh á, thì ở đây Lý pha thử bà con luôn là mình là chọn liều 50 trên ký gram thức ăn ngày cho ăn một cử. Thì ở cái liều này nó sẽ khống chế hoàn toàn cái vi khuẩn Viro para, ăn liều 5 ly ngày ăn một cử thôi. Nhưng mà các cử còn lại thì sao? Thì khi mình quan sát cái cách người ta chọn thuốc trang, mình múc nước ở ngoài vô, rồi cái tay mình đụng tới đụng lui, thao mình dính thức ăn, thì trong cái nước này nó bẩn và nó nhiễm cái vi khuẩn trong đây. Thì khi mà mình trộn thuốc cái thức ăn á, như thuốc cái thức ăn á, con tôm ăn vô á, thì chắc chắn là những cái con vi khuẩn nó sẽ xâm nhập theo con tôm, theo thức ăn nó vô cơ thể con tôm và nó gây bệnh. Cho nên là Lý có làm mà hiệu quả là một số ao là đi ngay từ đầu luôn, là dùng cái axit mà sử dụng là 1-2 mi trên ký, mình pha lỏng thì mình dùng mình diệt cái diệt khuẩn trong cái nước mình trộn cho tôm ăn, thì mình bổ sung vô enzyme ham ăn gì nó không ảnh hưởng tới. Nhưng mà thức ăn của mình là được tiệt trùng hoàn toàn. Nếu mình trang bằng tay thì dùng 2 mi, mà trang bằng máy thì 1 mi, thì cái nước mình được tiệt trùng hoàn toàn thì mình khống chế luôn. Mà cái dấu hiệu để lại cho khách hàng thấy khi mình sử dụng cái này mình để mình tiệt trùng cái nước cho tôm ăn á, thì thấy là cái phân đi ra rất là đẹp, phân đi lên một màu luôn, đường ruột to. Đó là cách khống chế vi khuẩn có hại. Thì đây là cái mình xài liều 5C. Điều xảy ra, một vấn đề xảy ra nữa là cái gì? Là không những vi khuẩn có hại mà điều xảy ra là đối với con tôm thẻ chân trắng là ký sinh trùng.
Hồi xưa con tôm sú ký sinh trùng là nó đóng đông đóng nhớt ở bên ngoài, nhưng mà tôm thẻ chân trắng mình không thấy nó. Nhưng mà tôm thẻ chân trắng ký sinh trùng nó ký sinh luôn gan và đường ruột ngay là phân trắng. Cho nên là song song với đó là tâm diệt về luôn cái sản phẩm là diệt ký sinh trùng. Thì mình trang á, nói tới diệt ký sinh trùng là mình đừng trang định kỳ. Đúng 30 ngày mình trang vô 1cc, 2cc ký. Nếu nặng mình ăn 3cc ký, ăn 3 ngày, ngày cử thôi, ăn 3 ngày liên tục bỏ, không ăn nữa. Là cái dấu hiệu mà tôm bị nhiễm ký sinh trùng là gì? Thí dụ như đúng ra nó ăn phải là 3-40kg mà cứ ăn 20kg, ăn hoài, ăn đờn như hoài, đường ruột cứ xấu hoài đó, chưởng nó vô một cái là ăn thấy nó mạnh và ăn ký sinh trùng rồi. Mà hiện giờ là ăn ký sinh trùng là cái chắc ốc hến tôm tôm đơn, cho nên là mình phải sổ 30 ngày sổ cái, rồi 60 ngày sổ cái, đảm bảo đi về 40 con nửa đường, về 30 con mới trọn đường. Hắn lên lên. Cái dấu hiệu mà trong cái ao nhiễm ký sinh trùng là gì? Là vách bờ ao của mình thấy nó có lớp nhầy, dây nhá nó nhầy, nóng bợn, thì mình thấy có ký sinh trùng. Hoặc là khi mình đi kiểm tra nước á, mình thấy có cái độ kiềm to là 2 số đó, thì mình cho diệt ký sinh trùng. Như vậy thì mình thấy những dấu hiệu đó, mình cho đàn tôm mình tẩy ký sinh trùng. Và đối với môi trường nước, mình muốn khống chế luôn ký sinh trùng á, là lấy cái bầu 011 đánh 5 giờ chiều, đánh một gối cho 1000 khối, đánh liên tục, liên tục từ 5 tới 7 ngày là nó sẽ sạch ký sinh trùng luôn. Nhưng mà sau khi mình, nếu mà ao có ký sinh trùng á, là nó cứ màu nước tái luôn, nó không chuẩn. Nhưng mà khi mà mình đánh sạch ký sinh trùng bằng vi sinh rồi á, thì màu nước từ đó sao im ru, dễ đánh dữ lắm, màu nước đẹp. Cho nên mình thấy đánh 7 gối vi sinh đó mình thấy tốn tiền, nhưng mà thực sự nó rẻ. Còn hơn là nước cứ tái đi tái lại nay màu này nay màu kia, mà đặc biệt là khí độc nó im luôn từ đó sao, đánh cái điều đó là khí độc im đi từ đó sao, mà cái là tôm sung lên đau lớn nữa. Đó là cái bài mình xử lý về cái sinh trùng. Rí sẽ còn nói với chừng 3 phút nữa liên quan tới tăng trưởng của tôm. Nuôi tôm mà không biết xài tăng trọng là đừng có nuôi. Nuôi tôm phải xài tăng trọng nên cái máu lớn thì đáng. Khi mà con tôm nó bị nhiễm cái virus á ba ra đó, thì cái tế bào lipid gan nó giảm. Thì khi mà bà con nên xét nghiệm ở phòng lab tâm diệt, xét nghiệm phòng lab tâm diệt thì thường thường ở phòng lab á là mình nói ghi là lipid gan yếu trung bình là do con tôm mình đã nhiễm rồi. Ngoài cái việc điều trị, mình phải phục hồi thể trạng nó đi. Thì khi mà người ta dùng, khi mà đường ruột con tôm yếu thì 2 vấn đề xảy ra. Thứ nhất là không hấp thu được cái lipid, con tôm nó không mập. Mà nếu mình đưa lipid nhiều quá thì con tôm bị tiêu chảy. Vấn đề thứ hai nữa, con tôm không hấp thu được canxi phốt pho, cho nên là ảnh mềm. Bởi vậy mấy ông nuôi tôm á, có câu nè, ông ăn nuôi tôm là không sợ mệt, không sợ mỏi, chỉ sợ mềm. Ăn nuôi tôm là gì? Mệt không sợ, mỏi không sợ, sợ mềm thôi. Mềm không làm ăn gì được trơn. Còn mấy bà nuôi tôm là không sợ cực, không sợ khổ, chỉ sợ khô. Không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ khô. Bởi vì nuôi mua tôm mà khô đâu được, đúng không? Cho nên là khi mà cái đàn tôm mình ở giai đoạn đầu thì mình sẽ trang cái thằng Mark 20 2.0 này. Cái đây là phiên bản cập nhật mới nhất của Mark 20. Thì trong đây đó, nó có thành phần là nó nhũ quá luôn cái chất dầu. Cho nên là khi mình đưa vô á, là chất dầu không ảnh hưởng đường ruột mà làm cái đường ruột con tôm nó dày lên nữa. Tại vì trong thành phần này nó collagen. Mà collagen ở đây thì mấy chị nữ biết rất là nhiều, mấy cô bác á. Collagen là cái thứ mà để cái da mình nó đàn hồi. Cái ruột mình á, nó đàn hồi, nó co bóp được là nhờ cái collagen. Còn collagen trên da mặt nó đàn hồi là không bị nứt nhăn. Thí dụ như nay em 50 mấy tuổi mà nó còn y nguyên gì luôn là nhờ collagen nó đẹp. Đó, anh nào mà da mặt còn căng bóng là do collagen. Cho nên là trong cái thành phần này nó hỗ trợ cái collagen cho đường ruột con tôm, nó làm cho đường ruột tôm nó khỏe, nó co bóp tốt hơn, nó nhuận trường. Thường nhắc tới thuốc tăng trọng người ta sợ 3 điều. Điều thứ nhất, ăn nhiều là bị bể gan. Điều thứ hai, ăn nhiều là tôm nó lọt, nó không cứng vỏ được. Là điều thứ ba là ăn nhiều nó bị phân trắng. Riêng cái thằng Mark 22.0 này nó giải quyết được hết, nó khống chế được 3 cái điều đó. Và đặc biệt là khi kiểm tra tế bào lipid gan, ăn trong vòng 2-3 ngày là cái tế bào lipid gan nó lên rất là đẹp, lên đầy luôn đó, mà tôm chắc thực, nặng cân nữa. Như vậy thì mình trang cái giai đoạn mà tháng tuổi mình vô trang để tăng được cái năng lượng, cái sức khỏe của con tôm.
Và thứ hai nữa là khi mà đang xài để thay thế cái canxi phốt, tại vì hiện giờ đó là canxi phốt thì thường người ta sử dụng cái nguồn muối là gốc sung pháp, thì khi mình đưa vô nó sẽ tác động lên enzyme, ảnh hưởng đến những cái thành phần thuốc khác rất nhiều. Mà trong cái thức ăn á, là thành phần khoáng, là cái gì thiếu chứ khoáng là không bao giờ thiếu. Trong môi trường nước mình thiếu, không thiếu như khoáng không bao giờ thiếu. Như vậy thì mình không cần phải bổ sung thêm, mà chỉ cần bổ sung alpha D3 thôi. Con tôm này sẽ hấp, sẽ dùng nó trong môi trường nước ngọt, và trong những ao tôm mà thiếu hấp thu khoáng mình dùng thay thế cái khoáng, hoặc là mình kết hợp với cái khoáng để mình tăng. Nếu mà cái ao tôm nó thiếu khoáng trầm trọng mình dùng kết hợp vô. Nhưng mà nếu như mình dùng cái này thay thế thì mình tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Mà cái hậu quả mà khi mà con tôm nó không hấp thu được cái canxi phốt pho mà có trong thức ăn á, mà để nó tồn lưu hữu cơ ra ngoài, thì nguy cơ tạo mắt nè, tảo lam nè, tại dương phốt pho mà nó lên, nó phát triển tạo độc, nó phát triển rất nhiều. Cho nên thay vì mình cái thứ nó đào thải ra ngoài lãng phí, mình bổ sung cái này vô để cho nó hấp. Mà Tâm Việt nói là những cái quy trình xử lý ao là quan trọng, nhưng mà có cái sản phẩm là đề cojon là mình sẵn, mình xử lý trước khi mình lấy nước. Có nghĩa là đề cojon á là sau khi chú cải tạo ao xong rồi chú xịt đáy xong rồi thì dùng cái đó chú pha lỏng, chú tạt rồi chú xịt với đáy ao để chú diệt khuẩn môi trường, diệt khuẩn diệt nấm. Nhưng mà nó có cái là sau khi nó diệt khuẩn diệt nấm, cái thành phần còn lại nó là cái dinh dưỡng cho cái ao, và có cái thành phần là nó khống chế cái nơi ở cho con ốc con hến. Sau này nếu có ốc hến thì xuống nó ở không được, nó chạy cho khác nữa. Như vậy tôi hỏi thêm cái là đề cojon với vi cojon của Tâm Việt nó có khác nhau không? Dạ, cái đề cojon là dùng để diệt khuẩn bề mặt tầng đáy ao, nó không có tác dụng diệt khuẩn trong môi trường nước. Vi cojon là một sản phẩm cạnh tranh với vi công của Bayer, thì nó có khả năng cũng diệt khuẩn giống như vậy. Vi cojon hiện giờ cũng đang chờ cái giấy phép, chưa có bán nhiều đó. Để mình sao mình sử dụng Balanci. Dạ. Thì môi trường nó tốt rồi thì mình có nên dùng acid lắc để xử lý? Dạ, cái Balanci á là để mình quản lý cái môi trường tốt, mình khống chế tạo độc là khí độc vân vân, nhưng mình không tránh khỏi trong lúc mình nuôi tôm nó sẽ nhiễm khuẩn. Cho nên nếu như quy trình Balanci có thể mình sử dụng cái liều 2C 1 2C, phí nó không mắc, nhưng mà nó sửa lại cái đường ruột, sửa lại cái gan. Hoặc là trong quá trình người ta nuôi tôm thì con tôm giống vận chuyển về nó cũng có tí một tí cái vi khuẩn trong đó, nó đi theo ao về ao mình, thì mình dùng đó để mình khống chế. Nhưng mà thí dụ như mình thấy ổn thì thôi không dùng. Nhưng mà cái dạ kèm theo tôi cũng đã thử một cây K2 rồi, nhưng mà không biết K2 thì chưa thấy tôi biết có hiệu quả ra sao không, nhưng mà Balanci thì nó đã có hiệu quả. Dạ, cái đã sử dụng thêm một chai rồi trong cái quá trình Balanci luôn. Dạ, cái nếu mà cái tôm bình thường sử dụng K2 chắc không thấy hiệu quả gì đâu. Nhưng mà ví dụ như mình thấy con tôm nó màu hồng, thấy gan teo, ruột teo ăn yếu, mà mình về mình cho ăn 5cc, mà ngày hôm sau mình thấy con tôm nó trắng lên. Là chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Hội Thảo Tâm Việt. Và cái tiết mục tiếp theo là gia đình như là công ty có cái tiệc để mời quý vị dùng bữa cơm. Thì trước khi dùng tiệc thì chắc xin mời quý vị đứng dậy để mình giải lao tí xíu. Bộ phận quà của công ty Tâm Việt sẽ gửi quà cho mình mang vô xe rồi dự tiệc cùng công ty Tâm Việt về. Và hôm nay thì Tâm Việt đến với đây có rất là nhiều chương trình bốc thăm trúng thưởng. Chương trình rất là hấp dẫn. Để nhận phần quà của mọi người ơi ạ. Cảm ơn quý thầy con, thì để mở đầu cho chương trình thì mình xin được phép thay mặt công ty sẽ dẫn đến quý vị trước một ca khúc, và mong rằng sẽ nhận được sự yêu thương cũng như là sự lắng nghe của quý vị và con, và xin được gửi đến một không khí nhẹ nhàng với một ca khúc rất là quen thuộc, ca khúc mang tên Hoa Nở Về Đêm. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Yeah.
Cảm ơn.
Yeah.